Câu 191 đến câu 195, bài này gồm có 3 bài đọc. Bài đọc thứ nhất là một cái brochure, một cái tờ rơi, tờ quảng cáo. Bài đọc thứ hai là một cái email. Bài đọc thứ ba là một cái review, một cái bài đánh giá ha. Câu 191, what does the brochure, cái tờ rơi, tờ quảng cáo là bài số 1 phải không nào? Thì không có mention, không có đề cập gì về Scandal Leadership Training. Vậy từ khóa chính là Scandal Leadership Training, phải không nào? Và đây là dạng câu hỏi loại trừ. Đối với dạng câu hỏi loại trừ, chúng ta đọc từng đáp án và dò từng đáp án nha. Câu A trước nào. It offers, nó cung cấp cái consultations, cái sự tư vấn miễn phí để mà giúp clients là khách hàng quyết định một cái lớp học. Ok, vậy từ khóa là từ nào vậy em? Free consultations, phải không nào? Mình dò từ khóa là Scandal Leadership và cái từ khóa free consultations nha em. Đây, bài số 1 nè. Scandal Leadership Training là nằm ở tựa bài luôn nè, phải không nào? Rồi, dòng đầu tiên có từ consultant. Consultant là người tư vấn, nó cũng giống với từ consultation, sự tư vấn. Mình đọc câu này nha. Cái người tư vấn của công ty, của một cái tập đoàn ở tên là Freddie Gao đã founded, đã thành lập cái Scandal Leadership Training để mà giúp cho doanh nghiệp perform, hoạt động ở một cái mức optimal, là tối ưu, ở một cái mức tốt nhất đó. Chưa có nói gì đến là tư vấn miễn phí, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta đọc tiếp thử xem nha. Through, thông qua những cái buổi workshops, là cái buổi hội thảo á, innovative, đổi mới, cải tiến á, thì những nhân viên của bạn có thể có được cái confidence, cái sự tự tin và cải thiện cái kỹ năng lãnh đạo của họ. Cũng không có nói đến là tư vấn miễn phí, phải không nào? Vậy thì tạm thời mình để câu A ở đó nha. Rất có khả năng câu A á là không có được đề cập, phải không nào? Rồi câu B nha. It makes use of, nó sử dụng cái role playing như là một cái phương pháp educational, giáo dục hay là đào tạo. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Role playing, phải không nào? Rồi bây giờ mình cùng dò thử nha. Giờ tiếp bài số 1 xem có không nào. À đây, phải không nào? Ngay cái dòng đầu tiên trong cái bảng có từ role playing nè em. Cùng đọc chỗ này nha, nó là gì đây? Cái buổi workshop, cái buổi hội thảo 5 ngày tên là team building nè. Về team building ha. Từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ đến 2 giờ nè, thì sẽ học về cái cách và function hoạt động, làm việc thật là tốt cùng với nhau thông qua những cái bài tập role playing. Vậy nó có sử dụng role playing để làm phương pháp để mà đào tạo không em? Có phải không nào? Vậy thì câu B có ha. Rồi tiếp câu C. Nó provides, nó cung cấp certificates, là giấy chứng nhận cho những người tham gia, những người mà đã hoàn tất cái chương trình. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Certificates, phải không nào? Rồi cùng đọc nha. Em vào xem chỗ nào có certificates. Đây là tên những cái buổi hội thảo, phải không nào? Rồi certificates, rất có khả năng sẽ nằm ở đoạn này, em dò thử xem. Dòng thứ ba có phải không? Đây là certificate. Mình cùng đọc cái câu này nha. Each participant, mỗi người tham gia đó sẽ nhận được một cái giấy chứng nhận upon khi mà hoàn tất một cái buổi học, một cái khóa học. Vậy thì có không em? Vậy câu C có luôn phải không nào? Rồi câu D thử nha. It can take, nó có thể mất vỏn vẹn chỉ có một ngày để hoàn tất một khóa học. Vậy bây giờ chúng ta sẽ dò xem các khóa học có khóa học nào một ngày hay không. Rồi em nhìn nè, team building là mấy ngày? 5 ngày. Efficient meetings là 3 day, là 3 ngày. Risk taking là 2 ngày. Presentation 2 ngày. Training new staff 1 ngày nè. Vậy thì cũng có một cái khóa học là 1 ngày, phải không nào? Vậy câu D có luôn ha. Vậy đáp án chắc chắn là câu gì rồi? Câu A, không có free consultations nha em nha. Vậy đáp án là câu A ha. Câu 192, what is suggested, cái điều gì á, thì được nói về cái buổi hội thảo mà Miss Levin đăng ký. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Miss Levin ha, đáp án trước nào. Câu A, nó đã dạy những cái kỹ năng về diễn thuyết và nói chuyện trước công chúng. Câu B, nó đã được dẫn dắt lãnh đạo bởi Mr. Gao. Câu C, nó đã kéo dài được 2 ngày. Câu D, nó diễn ra tại cái địa điểm này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem Miss Levin ở vị trí nào nha em. Dò lại bài số 1 xem có không. Không có phải không nào? Bài số 2 thì sao em? Bài số 2 có phải không? Miss Levin là cái người nhận cái email này. Cái email này á, là về cái gì đây em? Việc xác nhận cái buổi hội thảo. Rồi cùng đọc nha. Dear Miss Levin, thanks, cảm ơn vì đã đặt cái buổi hội thảo Efficient Meetings vào ngày 15 đến ngày 17 tháng 2. Đây là một trong những cái chương trình phổ biến nổi tiếng nhất của chúng tôi. Rồi đọc tiếp nào. Vào ngày đầu tiên á, thì chúng tôi sẽ thảo luận những cái cách để mà chuẩn bị cho cuộc họp. Vào ngày tiếp theo á, thì chúng tôi sẽ chú trọng vào cái việc dẫn dắt cái cuộc họp một cách hiệu quả và budgeting time một cách thích hợp. Vào ngày cuối cùng á, thì chúng tôi sẽ nói về những cái phương pháp và cái kỹ thuật để mà làm cho mọi người tham gia vào cái cuộc họp. Ok, vậy mình loại câu nào vậy em? Loại câu A phải không? Nó đâu có nói gì đến cái kỹ năng nói chuyện hay là diễn thuyết trước công chúng đâu. Rồi, còn câu B thì sao? Nó được dẫn dắt bởi Mr. Gao. Mình dò thử xem nó được dẫn dắt bởi ai nha. Đọc tiếp nào. Please ensure, vui lòng đảm bảo rằng á, chắc chắn rằng á, là tất cả những cái người tham dự sẽ đến trước 9 giờ.
Cái buổi hội thảo đào tạo của bạn sẽ được dẫn dắt bởi Roger Miles. Vậy thì câu B sai luôn phải không nào? Rồi tiếp, nó kéo dài 2 ngày, phải 2 ngày không? Lúc nãy chúng ta có dò là mấy ngày vậy em? 15 đến 17, 15, 16, 17 là 3 ngày lận phải không nào? Vậy câu C sai luôn. Vậy đáp án rất có khả năng là câu gì em? Câu D. Mình cùng dò thử xem nó có diễn ra tại Harrod Avenue hay không nha. Mình cùng dò địa điểm này thử xem. Có địa điểm này ở đó không em? Không có phải không nào? Rất có khả năng đó là câu liên hệ. Mình dò lên bài trên thử xem có địa điểm đó hay không. Địa điểm nằm ở vị trí nào? Chỗ này là không có rồi nè. Đây là tên hội thảo và những cái sẽ được học trong hội thảo thôi. Địa điểm mình dò ở dưới này thử xem em. Đây nè. Có địa điểm nè em. Harrod Avenue, cùng đọc câu này thử nha. With the exception, với một cái sự ngoại lệ do cái buổi hội thảo về presentation á, là nó sẽ diễn ra tại địa điểm này nè. Số địa chỉ này ha. Còn tất cả những cái buổi hội thảo mà thông thường của chúng tôi á thì sẽ được tổ chức tại cái trung tâm tọa lạc ở cái số này. Ok, vậy thì ngoại trừ cái presentation workshop thì mới diễn ra ở Henshaw Hall. Còn tất cả những cái khác sẽ diễn ra ở 85 Harrod Avenue. Vậy mình suy ra cái efficient meetings, cái mà bà Levin đăng ký á, thì nó cũng sẽ diễn ra tại Harrod Avenue phải không nào? Vậy đáp án chắc chắn là câu D ha. Câu 193 trong cái email là bài số 2 phải không nào? Thì cái từ budgeting ở đoạn 1 dòng 3 gần nghĩa với từ nào nhất? Là đáp án trước nha. Câu A, funding, gây quỹ, hỗ trợ. Câu B, intend, là dự định nè. Câu C, drafting, danh từ là bản nháp. Vậy động từ có thể là một cái sự phát thảo ra bản nháp ha. Câu D, planning, là dự tính hay là lên kế hoạch phải không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng dò thử nha. Đoạn 1 dòng 3 bài số 2. Đây phải không nào, có từ budgeting. Mình cùng đọc lại cái câu này để biết ngữ cảnh nó là gì nha. The next day, cái ngày tiếp theo á, thì chúng tôi sẽ focus on, sẽ chú trọng vào cái việc lãnh đạo dẫn dắt hay là điều hành những cái cuộc họp một cách hiệu quả và budgeting thời gian một cách hợp lý. Vậy theo ngữ cảnh mình có thể đoán ra là cái gì thời gian em? Ước tính cái thời gian một cách hợp lý phải không nào? Vậy theo em cái câu nào phù hợp nhất? Chỉ có thể là câu D thôi, plan, lên kế hoạch cho cái khoảng thời gian phù hợp hoặc là dự tính cái khoảng thời gian phù hợp, được không nào? Câu 194, according to, theo như cái bài review là bài đánh giá là bài số 3 đó. Ok, thì the training, cái buổi đào tạo đã giúp đỡ nhân viên như thế nào? Là bán trước nha em, câu A, họ thì không còn cần phải làm việc tăng ca nữa. Câu B, họ đã không tổ chức những cuộc họp thường xuyên. Câu C, họ yêu cầu ít cái sự giám sát hơn. Câu D, họ đã không có gây ra nhiều cái lỗi hay là sai sót nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dò cái bài review nha. Đây, cùng đọc từ đầu luôn nào. I learned about, tôi biết được về cái buổi đào tạo Scandal Leadership Training này nè, thông qua một cái người đồng nghiệp former trước đây, và quyết định là ghi danh đăng ký cho cái team marketing của tôi vào trong cái buổi học của họ về cái việc là vận hành những cái cuộc họp, điều hành những cái cuộc họp cho nó hiệu quả. I'm glad, tôi rất là vui vì tôi đã tham gia. Since, kể từ khi mà hoàn tất cái buổi hội thảo đó, thì chúng tôi đã cut down on, đã cắt giảm được cái số lượng cuộc họp mà tổ chức mỗi tuần. Cắt giảm được cái số lượng cuộc họp tổ chức mỗi tuần có nghĩa là họ tổ chức ít hơn phải không nào? Họ họp ít hơn. Vậy thì đáp án là câu nào vậy em? Câu B phải không nào? Họ không có tổ chức những cái cuộc họp thường xuyên nữa ha. Vậy đáp án là câu B nha. Câu 195. Miss Lim thì rất có khả năng là dạy cái gì? Vậy từ khóa chính là Miss Lim hay là đáp án trước nào câu A? Steps, những cái bước để mà chuẩn bị sẵn sàng cho một cái buổi gặp gỡ, buổi họp. Câu B, những cái cách để mà ensure, đảm bảo cái sự tham gia active và năng động. Câu C, strategies, những cái chiến lược để mà nói chuyện trước khán giả. Câu D, process, những cái quá trình để mà đưa ra những cái quyết định khó khăn. Chúng ta cùng dò xem Miss Lim ở vị trí nào nha. Câu cuối rồi, mình dò bài cuối cùng luôn ha. Đây phải không nào, có Miss Lim nè. Marilyn Lim, cùng đọc câu này nha. It was too bad, thật là tệ, là ông ấy không thể dạy cái tiết học thứ ba. Ông ấy là ai? Nó hơi khó hiểu phong này, chúng ta đọc câu phía trước nữa để mình hiểu xem he là ai nha. The original instructor, cái người hướng dẫn, cái giảng viên ban đầu đầu tiên á cho cái khóa học này nè, thì rất là thân thiện và rất là professional, là chuyên nghiệp. Nhưng mà thật là tệ khi mà ông ấy không thể dạy cái tiết học thứ ba, bởi vì ông ấy bị bệnh, illness ha. Nhưng mà cái sự replacement, cái sự thay thế của ông ấy á, chính là Marilyn Lim, thì đã làm rất là tốt và dạy rất là tốt phải không nào? Vậy thì Marilyn Lim là cái người dạy cái tiết học thứ ba phải không? Vậy thì lúc này chúng ta có dò bài số 2, em nhớ không? Đây có khả năng là một câu liên hệ nữa đó. Bài số 2 có nói đến là ngày 1, ngày tiếp theo, ngày cuối cùng á, bà Levin sẽ học cái gì đó. Đây nè, phải không nào? Chỗ này nè, mình cùng đọc lại chỗ này nha. On the first day, ngày đầu tiên á, thì chúng ta sẽ thảo luận về những cái cách phải không? Rồi the next day là ngày thứ 2 nè.
On the final day chính là ngày thứ ba, mình cùng đọc câu này nha. Vào ngày cuối cùng thì chúng ta sẽ talk about, nói chuyện về, thảo luận về những cái techniques, những cái phương pháp, những cái kỹ thuật để mà làm cho, khiến cho mọi người tham gia vào cái cuộc họp. Vậy ngày thứ ba là học về cái gì vậy em? Techniques để làm cho mọi người tham gia vào cuộc họp, phải không nào? Vậy thì em xem đáp án là câu nào? Câu nào là tham gia vào cuộc họp? Câu B, phải không nào? Những cái cách để mà đảm bảo một cái sự tham gia năng động, là làm cho mọi người đều tham gia vào cuộc họp hết á. Đáp án là câu B ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này các em nha. Bài đọc thứ nhất, một cái tờ rơi tờ quảng cáo ha. Đây, làm cho công ty của bạn back on track. Mình có cái cụm là back on track, có nghĩa là trở lại đúng hướng ha. Làm cho công ty của bạn trở lại đúng hướng với cái khóa đào tạo lãnh đạo Scandal. Corporate consultant, cái người tư vấn, consultant là người tư vấn ha. Tư vấn viên, người tư vấn. Cái người tư vấn của công ty tập đoàn tên là Freddy Gao đã founded, mình có động từ found, có nghĩa là thành lập hay là xây dựng nên cái gì đó ha. Thành lập. Thành lập. Đã thành lập, xây dựng nên cái khóa đào tạo lãnh đạo Scandal để mà giúp cho những cái business, những cái doanh nghiệp perform, là hoạt động ha, perform, hoạt động. Hoạt động ở cái mức optimal, mình có từ optimal có nghĩa là tối ưu. Tối ưu. Tối ưu là tốt nhất á. Hoạt động ở cái mức tốt nhất, tối ưu ha. Rồi through là thông qua, là những cái buổi hội thảo. Innovative, mình có từ innovative có nghĩa là mang tính đổi mới hay là tân. Mang tính đổi mới hay là cách tân ha, mang tính đổi mới hay là cách tân. Thông qua những cái buổi hội thảo mang tính đổi mới của chúng tôi á, thì nhân viên của bạn có thể gain, là đạt được hay là có được ha. Nhận được, có được ha. Nhận được, có được cái sự tự tin nè, và cải thiện được cái kỹ năng lãnh đạo của họ. Hãy chọn từ những cái buổi học, những cái khóa học sau, được không nào? Đầu tiên đó là team building, là cái buổi hội thảo 5 ngày, từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Learn, học cái cách để mà hoạt động làm việc tốt cùng với nhau thông qua những cái bài tập về role playing. Role play là đóng vai đấy, đóng vai để mà diễn, để mà học, để mà đối thoại ha. Role play là như vậy ha. Efficient meetings là những cái cuộc họp hiệu quả. Efficient là hiệu quả, rất là hay gặp nha. Efficient, hiệu quả. Đây là buổi hội thảo trong 3 ngày, từ thứ 3 đến thứ 5, 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Sẽ biến đổi những cái cuộc họp thành cái việc sử dụng valuable. Mình có từ valuable có nghĩa là có giá trị, hay là ngoài cái nghĩa có giá trị nó còn có nghĩa là có ích nữa ha, quan trọng hay là có ích nữa, có ích. Thành cái việc sử dụng có ích thời gian của mọi người. Tiếp theo mình có từ risk taking, có nghĩa là chịu rủi ro hay là chấp nhận rủi ro ha. Chịu rủi ro hay là chấp nhận rủi ro. Đây là cái buổi hội thảo diễn ra trong 2 ngày, từ thứ 5 đến thứ 6, từ 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều. Cái nội dung sẽ làm cho ít sợ hơn về cái việc make a mistake, có nghĩa là gây ra lỗi hay là tạo ra sai sót, làm lỗi, gây ra sai sót á ha. Làm lỗi hay là gây ra sai sót, gây ra lỗi, sai sót ha. Ok, rồi tiếp. Cái tiếp theo là presentations, hội thảo về thuyết trình. Đây là buổi hội thảo trong 2 ngày, từ thứ 2 đến thứ 3, 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều ha. Discover là khám phá ha. Discover có nghĩa là khám phá. Khám phá những cái cách để mà cảm thấy thích khi mà nói chuyện trước đám đông. Training new staff là cái hội thảo về đào tạo nhân viên mới ha. Hội thảo này diễn ra trong vòng 1 ngày, là thứ tư, từ 1 giờ chiều đến 6 giờ chiều. Improve, cải thiện cái việc đào tạo cho nhân viên của bạn, được không nào? Rồi tiếp, with the exception, mình có từ exception có nghĩa là ngoại lệ ha. Ngoại lệ. Ngoại lệ. Với một cái sự ngoại lệ là đối với cái buổi hội thảo về presentation, đó là thuyết trình đó, thì nó sẽ diễn ra tại Hanson Hall, số 429 Mott Street. Còn tất cả những cái buổi hội thảo regular, là thông thường hay là bình thường đó, thì được tổ chức tại cái trung tâm của chúng tôi, được tọa lạc tại số 85 Heron Avenue. Each participant, mỗi cái người tham dự sẽ nhận được một cái certificate, có nghĩa là giấy chứng nhận ha. Certificate, giấy chứng nhận. Sẽ nhận được một cái giấy chứng nhận. Rồi, mình có từ upon sẽ bằng với từ on em. Upon và on có nghĩa là trên, nhưng ngoài cái nghĩa trên nó còn có nghĩa là khi nữa, nó bằng với when đó ha. Khi bằng với từ when. Và mình dịch là như thế này, mỗi cái người tham dự sẽ nhận được một cái giấy chứng nhận khi mà hoàn tất cái buổi học, cái khóa học. Rồi tiếp nha. Bài số 2 là một cái email gửi đến cho Levin, gửi từ Okimoto. Ngày gửi là 28 tháng 1. Chủ đề là confirmation, cái việc xác nhận cái hội thảo ha. Dear Miss Levin, cảm ơn vì đã đặt cái buổi hội thảo Efficient Meetings.
vào ngày 15 đến ngày 17 tháng 2. This is, đây là một trong những cái programs, cái chương trình nổi tiếng nhất, phổ biến nhất của chúng tôi. On the first day, vào ngày đầu tiên á, thì chúng ta sẽ thảo luận về những cái cách để mà chuẩn bị cho cuộc họp. Ngày tiếp theo thì chúng ta sẽ focus on, tập trung vào cái việc lãnh đạo, dẫn dắt hay là điều hành những cái cuộc họp một cách effectively. Mình có từ effectively bằng với lại từ efficient ở trên, có nghĩa là hiệu quả luôn nha. Hiệu quả ha. Điều hành, dẫn dắt cái cuộc họp một cách hiệu quả. Và budget. Budget có nghĩa là ngân sách khi là danh từ, nhưng mà chỗ này có nghĩa là dự tính nữa ha. Dự tính, ước tính. Và dự tính thời gian một cách appropriately là hiệu quả, một cách thích hợp ha. Một cách thích hợp. On the final day, vào ngày cuối cùng thì chúng ta sẽ nói về cái techniques. Mình có từ techniques là phương pháp hay là kỹ thuật ha. Phương pháp hoặc là kỹ thuật. Sẽ nói chuyện về, thảo luận về những cái phương pháp để mà làm cho mọi người tham gia vào cái cuộc họp. Tiếp nào, please ensure, vui lòng là đảm bảo rằng ha, ensure đảm bảo rằng tất cả những người tham dự sẽ đến trước 9 giờ sáng. Cái buổi hội thảo đào tạo của bạn sẽ được dẫn dắt bởi Roger Miles và sẽ được tham dự bởi những cái nhân viên từ hai công ty khác nữa là Blue Cloud Financial và Piper Pay Marine. Once, một khi mà bạn đến cái trung tâm của chúng tôi đó, thì nhân viên tại front desk là quầy lễ tân ha. Quầy tiếp tân, quầy lễ tân á. Nhân viên của quầy lễ tân sẽ chỉ cho bạn phải đi đâu, được không nào? Rồi, ký tên ha. Bài số 3. Bài số 3 là một cái bài đánh giá. Đây là một cái website này em. Thì mình có home là trang chủ nè. Workshops là những cái buổi hội thảo. Calendar là lịch trình nè. Mình có từ testimonials, có nghĩa là đánh giá, nhận xét của khách hàng á. Đánh giá hay là nhận xét ha. Testimonials, đánh giá hay là nhận xét của khách hàng hay là người tham gia về một cái sự kiện nào đó. Contact us có nghĩa là liên hệ ha. Rồi, tôi được biết về cái chương trình đào tạo lãnh đạo Scandal này nè thông qua một cái colleague là đồng nghiệp. Coworker bằng với từ đó đó em ha. Đồng nghiệp. Đồng nghiệp. Former là trước đây. Former rất là hay gặp ha. Trước đây. Từ một cái người đồng nghiệp trước đây và đã quyết định enroll in. Mình cần enroll in có nghĩa là ghi danh hay là đăng ký vào cái gì đó. Ghi danh hoặc là đăng ký vào ha. Ghi danh hoặc là đăng ký vào. Tôi đã quyết định để mà ghi danh đăng ký cho cái đội marketing của tôi á, vào cái khóa học của họ về cái việc là điều hành hoạt động, vận hành những cái cuộc họp một cách hiệu quả. Tôi rất là vui khi tôi đã làm cái điều đó. Since kể từ khi tham gia cái hội thảo đó thì chúng tôi cut down on, có nghĩa là cắt giảm ha. Cắt giảm. Cắt giảm. Thì chúng tôi đã cắt giảm được cái số lượng cuộc họp được tổ chức mỗi tuần. Và những cái cuộc họp mà chúng tôi có đó thì ngắn hơn và livelier, sinh động hơn trước đây. The original, mình có từ original có nghĩa là ban đầu hay là đầu tiên ha. Ban đầu hoặc là đầu tiên. Instructor cũng rất là hay gặp, có nghĩa là người hướng dẫn hay là giảng viên ha. Người hướng dẫn hoặc là giảng viên. Cái giảng viên, cái người hướng dẫn ban đầu đầu tiên á, cho cái khóa học này nè thì rất á, là thân thiện và highly cũng là rất luôn em, bằng với từ very ha. Rất professional là chuyên nghiệp, nhưng mà thật là tệ, thật là buồn khi ông ta không thể dạy cái tiết học thứ ba bởi vì bị illness, là bị bệnh. Nhưng mà cái replacement là sự thay thế ha, sự thay thế. Nhưng mà cái sự thay thế cho ông ta á, là Marilyn Lin cũng đã dạy rất là tốt, được không nào? Rồi, ký tên Levin ha. Có 191 có ai mình có từ consultations, có nghĩa là sự tham vấn, sự tư vấn ha. Sự tư vấn. Clients là khách hàng ha. Câu tiên mình có từ as little as, có nghĩa là vỏn vẹn. Vỏn vẹn ha. As little as, vỏn vẹn. Để câu đây có nghĩa là nó chỉ mất vỏn vẹn một ngày để mà hoàn tất một khóa học. Có 192 câu si mình có từ last là kéo dài, cũng rất hay gặp ha, kéo dài. Câu si là nó kéo dài 2 ngày. Có 194 mình có từ errors, có nghĩa là lỗi ha. Lỗi sai á, lỗi. Rồi có 195 mình có từ strategies, có nghĩa là chiến lược. Strategy là chiến lược ha. Chiến lược. Câu C có nghĩa là những cái chiến lược để mà nói chuyện trước một cái khán giả ha. Rồi. Câu 196 đến câu 200. Gồm có 3 bài đọc. Bài đọc thứ nhất là một cái trang web, bài đọc thứ hai là questionnaire là bạn hỏi, bài đọc thứ ba là đánh giá online ha. Câu 196, cái trang web thì rất có khả năng là dành cho ai? Trang web là bài số 1, phải hôm nào là đáp án trước nha câu A. Homeowners, cái người chủ nhà, câu B. Người trang trí interior, nội thất, câu C. Quản lý khách sạn, câu D. Chuyên gia marketing, bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc bài số 1 nha em. Rồi giờ từ đầu luôn nào. Cái web page này thì nói về cái Vision Bath. Vision Bath là một cái contractor, nhà thầu
về phòng tắm độc lập, mà nó em still nó hướng tới, nó nhắm tới á, là cung cấp cho khách hàng cái trải nghiệm renovation tân trang nhà tổng thể tốt nhất. Whether cho dù là bạn muốn thêm một cái phòng tắm mới cho nhà của bạn hoặc là tu sửa lại cái hiện tại, thì chúng tôi đảm bảo rằng cái việc thi công của chúng tôi, cái công việc của chúng tôi á, là chất lượng cao. Vậy thì theo em họ nhắm đến ai? Họ nhắm đến những cái người có nhà mà muốn thêm phòng tắm hoặc là tu sửa, phải không nào? Vậy họ hướng đến chủ nhà, phải không em? Vậy đáp án là câu nào ha? Chính xác sẽ là câu ai, được không nào? Homeowners. Câu 197, theo như các bạn hỏi đó là bài số 2, phải không nào? Thì tại sao Miss Collins lại không có hài lòng với nhà của bà ấy? Vậy từ khóa chính là Miss Collins dissatisfied, phải không nào? Đáp án trước nha em, câu ai? Nó có cái hệ thống đường ống nước bị lỗi, câu B. Nó thì không có được xây dựng theo cái phong cách hiện đại, câu C. Nó thì chứa duy nhất chỉ có một cái phòng tắm thôi, câu D. Nó thì được furnish với những cái panels màu tối, phải không nào? Vậy chúng ta cùng dò xem Miss Collins ở bài 2 ở vị trí nào nha em. Bài 2 đây nè. Đây, Miss Collins, phải không em? Vậy thì Miss Collins chính là người làm cái bản hỏi này, phải không? Rồi, đây là điện thoại của bà ấy, email, cùng đọc tiếp nào. Why, tại sao bạn muốn có một cái phòng tắm mới hoặc là có cái phòng tắm được tu sửa? Rồi, em coi nào, my family, gia đình của tôi thì quá là large, là quá là đông á, không thể tiếp tục chia sẻ một cái phòng tắm đơn. Vì thế tôi cần một cái khác được xây. Vậy thì đáp án là câu nào, mình đánh được liền vậy em? À, đáp án chính là câu C, phải không nào? Là nó chỉ chứa duy nhất một phòng tắm thôi. Only one bathroom. Còn trên này nó là gì em? Share a single bathroom, là dùng chung một cái phòng tắm đơn á. Ok, vậy đáp án chính xác sẽ là câu C ha. Ok. Câu 198, cái thông tin nào thì không có được bao gồm trong cái bảng hỏi? Đây là dạng câu hỏi gì về em? Loại trừ, chúng ta đọc từng đáp án và dò từng đáp án nha. Câu A trước nào. A maximum cost, cái chi phí tối đa. Mình cùng dò thử nha. Chi phí thì mình dò tiền ha. Đây, bạn hỏi này em, chi phí, dò tiền đi chỗ nào? Chỗ này phải không nào, cùng đọc nha. Cái ngân sách của bạn là bao nhiêu? Trong khoảng từ 10.000 đến 15.000, vậy 15.000 đô chính là cái maximum rồi, phải không nào? Vậy câu A có ha. Rồi, câu B đi em. Câu B nè. Cái chất liệu sàn ưa thích. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Floor material, dò thử xem có không em. À có phải không nào, một số 4 nè. Cái floor material mà bạn quan tâm, bạn yêu thích có luôn ha. Vậy câu B có nè. Rồi tiếp câu C nha. Cái deadline, cái hạn chót hoàn tất, chúng ta cùng dò nha. Deadline, hạn chót hoàn tất thì dò chỗ ngày phải không nào. Rồi dò đi em xem có không. Chỗ nào có ngày. Một số 6 phải không nào. Đây nè, có early May là đầu tháng 5 đó, mình đọc thử nha. Khi nào thì bạn muốn cái dự án này bắt đầu? Thì là đầu tháng 5, nó nói là bắt đầu chứ nó không có nói là cái deadline để mà hoàn tất, phải không em? Còn chỗ nào có ngày nữa không? Không có, phải không nào? Vậy thì đáp án là câu gì ngay? À, câu C ha, câu C, được không? Rồi bây giờ em thử dò cô đi, thử coi cái phong cách thiết kế, dò xem có style hay không? Có, phải không nào? Là một số 2 nè em, đây nè. The style of the bathroom, cái phong cách của cái phòng tắm mà bạn muốn á, là gì, phải không nào? Vậy là có luôn, vậy đáp án chắc chắn phải là câu C rồi ha. Câu 199. Miss Reed knew thì rất có khả năng đã làm gì khi bà ấy đến nhà của Miss Collins. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Miss Reed knows, Miss Collins và visit, phải không nào? Rồi đáp án trước nha, câu A. Deliver, phân phát cái catalog sản phẩm. Câu B. Cung cấp cái hợp đồng. Câu C. Chụp một số bức hình, bức ảnh. Câu D. Lấy tiền thanh toán, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem Miss Reed knows ở bài nào nha em. Nhìn lại bài số 2 một lần nữa xem có không nào. À không có, phải không nào? Giờ tiếp bài số 3 nha. Bài số 3 có Miss Reed knows không em? À có đây nè, phải không nào? Reed knows. Mình cùng đọc câu này nha. Nó là gì đây? After submitting, sau khi mà nộp cái bản hỏi của tôi thì tôi được liên hệ bởi một cái nhà thiết kế tên là Sandra Reed knows. Vậy Reed knows chính là cái nhà thiết kế, phải không nào? Rồi, giờ tiếp xem chỗ nào nói là cô ấy đến thăm nhà của bà Collins vậy em? À, dòng tiếp theo luôn phải không nào, có từ visit này, cùng đọc nè. To spend, tôi đã dành ra khá nhiều thời gian để mà nghiên cứu cái catalog của Vision Bath. Và khi cô ấy đến á, nhà của tôi thì chúng tôi xem lại cái sự lựa chọn cùng với nhau một lần nữa. Có đáp án là từ catalog là ở đâu vậy em? Là câu A phải không? Câu A là gì đây? Phát cái catalog, phải không? Em đọc kỹ lại câu này nè. Tôi dành ra khá nhiều thời gian để mà nghiên cứu cái catalog. Và khi cô ấy đến thì chúng tôi cùng nhau xem lại. Có nghĩa là khi cô ấy đến á, thì bà ấy đã có catalog rồi, phải không? Vậy thì Miss Reed knows sẽ không có đến để mà phát catalog cho bà Miss Collins nữa, phải không nào? Vậy chúng ta đọc tiếp nha. I'm especially, tôi đặc biệt là rất là vui khi cô ấy đã giúp tôi chọn ra cái granite countertop. Mặc dù nó tốn nhiều tiền hơn cái sự lựa chọn ban đầu của tôi, nhưng nó trông đẹp hơn là tôi có thể tưởng tượng. Cũng không có nói đến gì đến đáp án BCD nữa, phải không nào? Vậy rất có khả năng đây là dạng liên hệ đấy em.
và chúng ta sẽ dò xem ở trên bài số 2 và bài số 1 có nói gì đến mid-range notes nữa hay không nha em. Bài số 2 thì có khả năng cao là không có rồi đó, bởi vì đây là cái bảng hỏi dành cho bà Collins mà, phải không nào? Thì mình dò lên bài số 1 nha em. Em dò xem có nói gì đến mid-range notes hay không. Không có mid-range notes, nhưng có từ gì nè em? Designers, phải không nào? Là nhà thiết kế, tại vì mid-range notes là nhà thiết kế mà. Mình cùng đọc câu này nha. Trong vòng 24 giờ thì một trong những nhà thiết kế sẽ liên hệ với bạn qua điện thoại và thảo luận thêm về cái sở thích của bạn có, phải không nào? Lúc nãy mình có đọc đó. Rồi dịch tiếp nè. Bạn sẽ nhận được cái catalog và sẽ có thể lên cái lịch hẹn trực tiếp khi bạn sẵn sàng. Có nghĩa là nhận catalog trước rồi mới lên lịch hẹn cùng với cái người thiết kế sau ha. Rồi dịch tiếp nè. During, trong suốt cái consultations, cái buổi bàn bạc thảo luận này nè, cái quá trình bàn bạc thảo luận này, thì cái nhà thiết kế của bạn sẽ present, sẽ trình cho bạn một cái contract là hợp đồng. Và cái công việc sẽ commence, sẽ bắt đầu ngay sau đó. Ok, vậy thì khi đến thảo luận bàn bạc thì người thiết kế đưa cho bà Colin cái gì vậy em? À, cái hợp đồng phải không nào? Vậy đáp án là câu nào? Em dò thử xem có hợp đồng không? Câu B phải không nào? Là cung cấp một cái hợp đồng, và đáp án chính xác sẽ là câu B ha. Câu 200, what is indicated, cái điều gì thì được chỉ ra về cái porcelain countertop. Vậy từ khóa chính là porcelain countertop, đó là bán trước nha câu A. Nó thì được feature trong cái tờ rơi tờ quảng cáo, câu B. Nó được bán cùng với những cái món đồ gì đó ha, câu C. Nó thì rẻ hơn cái mẫu granite, câu D. Nó thì chứa những cái storage compartments. Chúng ta cùng dò xem porcelain countertop ở đâu nha em. Câu cuối rồi thì mình dò bài số 3 ha. Em dò thử xem bài số 3 có porcelain countertop hay không. Dòng này không có phong nào. Dòng thứ hai cũng không có luôn. Dòng thứ ba cũng không có. Dòng thứ tư cũng không có. Nhưng mà nó có từ gì vậy em? Nó có từ granite nè, countertop. Granite thì giống với câu C phải không? Mình đọc thử câu này nha. Tôi đặc biệt rất là vui khi mà cô ấy đã giúp tôi chọn cái countertop bằng granite. Mặc dù nó mắc hơn cái sự lựa chọn ban đầu của tôi, nhưng nó trông đẹp hơn là tôi có thể tưởng tượng. Tôi đã tưởng tượng phải không nào? Vậy thì cả bài này nè, cả bài đọc số 3 này không có nhắc gì đến porcelain countertop cả. Vậy rất có khả năng đây là câu liên hệ luôn hai em ha. Vậy bây giờ mình dò lên trên xem bài số 2 có nói gì đến porcelain countertop hay không. À, một số 5 có từ porcelain nè, phải không em? Cùng đọc câu này nha. Cái loại countertop mà bạn muốn là gì? Thì bà ấy tick vào cái porcelain. Vậy à, lúc đầu bà Colin xem chọn porcelain phải không nào? Nhưng mà lúc sau á thì cái người designer, cái người thiết kế á, thì giúp bà ấy chọn cái gì em? Granite. Mà granite thì sao em? Mắc hơn cái sự lựa chọn ban đầu của bà ấy, chính là mắc hơn porcelain. Vậy đáp án chính xác sẽ là câu gì vậy em hả? À, câu C ha, cái porcelain nó rẻ hơn cái granite, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong ba bài đọc này các em nha. Cùng đọc nào, bài đọc thứ nhất, một cái trang web. Đây là trang web về Vision Bath. Vision Bath là một cái contractor, là nhà thầu nha. Contractor là nhà thầu ha. Nhà thầu về phòng tắm, independent là độc lập ha. Có nghĩa là không có phụ thuộc vào ai hết á, độc lập. Independent là một cái nhà thầu phòng tắm độc lập mà nó aims to. Mình có từ aims to có nghĩa là hướng tới hay là nhắm tới mục đích gì á. Hướng tới hoặc là nhắm tới mục đích gì ha. Mà nó hướng tới, nhắm tới cái việc cung cấp cho khách hàng cái experience, cái trải nghiệm renovation, gặp rất nhiều, có nghĩa là tân trang ha. Cái trải nghiệm tân trang nhà tổng thể tốt nhất, được không nào? Whether, cho dù là bạn wish, bạn muốn thêm một cái phòng tắm mới cho nhà của bạn, hoặc là remodel. Mình có từ remodel là tu sửa lại ha. Tu sửa lại. Hoặc là tu sửa lại một cái existent là hiện tại, đang tồn tại đó. Exist là tồn tại, existent đang tồn tại có nghĩa là hiện tại đang có đây, hiện tại ha. Hoặc là muốn tu sửa lại cái phòng tắm mà hiện tại đang có, thì chúng tôi guarantee, là đảm bảo rằng cái việc thi công, cái công việc của chúng tôi làm là high quality, là gì em? Chất lượng cao ha. Quality là chất lượng, nó high là cao, high quality là chất lượng cao. If you want ha, nếu mà bạn muốn có một cái phòng tắm như là mơ, trong giấc mơ của bạn, thì đầu tiên cái việc bạn cần làm là phải complete, hoàn tất cái questionnaire, cái bản hỏi, brief là ngắn gọn nè. Brief là ngắn gọn cũng rất là hay gặp ha. Và cho chúng tôi biết rằng, để cho chúng tôi biết rằng bạn đang tìm kiếm cái gì và đang mong muốn cái gì ha. Trong vòng 24 giờ, một trong những nhà thiết kế skill là có nhiều kinh nghiệm, có kỹ năng nè. Một trong những nhà thiết kế có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua điện thoại để mà thảo luận thêm về cái sở thích của bạn. Bạn sẽ nhận được một cái catalog, cái danh mục sản phẩm đó, và sẽ có thể schedule lên lịch một cuộc hẹn face to face, là mặt đối mặt, có nghĩa là hẹn gặp trực tiếp đi em.
hẹn gặp trực tiếp ha. Một cuộc hẹn gặp trực tiếp khi mà bạn sẵn sàng. During, trong suốt cái consultation, có nghĩa là cái thời gian bàn bạc thảo luận đêm, hoặc là tư vấn ha. Sự bàn bạc nè, thảo luận hay là tư vấn ha. Trong suốt cái khoảng thời gian, cái quá trình bàn bạc tư vấn á, thì người thiết kế của chúng tôi á, sẽ present. Present có nghĩa là xuất trình hay là đưa cho ai cái gì ha. Xuất trình. Cái người thiết kế của chúng tôi á, sẽ xuất trình cho bạn, có nghĩa là sẽ đưa cho bạn một cái contract là hợp đồng. Và công việc sẽ commence là bằng với từ begin, có nghĩa là bắt đầu đêm. Và công việc sẽ commence là bắt đầu, shortly là ngay, thereafter là sau đó. Vậy shortly thereafter là ngay sau đó ha. Ngay sau đó. Rồi tiếp nào, click. Hãy click vào cái từ here này nè để bắt đầu cái process, là cái quá trình, cái tiến trình, được không nào? Rồi, bài số 2 ha. Bài số 2 là một cái questionnaire, cái bản hỏi. Đây là tên của người làm bản hỏi, là Miss Collins nè em. Đây là số điện thoại và địa chỉ email của bà ấy. Câu hỏi số 1, why, tại sao bạn muốn có một cái phòng tắm mới hoặc là remodel, được tu sửa? My family, gia đình của tôi thì quá là đông và không thể chia sẻ, không thể dùng chung một cái phòng tắm đơn nữa. Vì thế tôi cần có một cái khác được xây. Tôi cần một xây thêm một cái khác ha. Rồi tiếp câu số 2. Cái từ nào thì diễn tả gần nhất cái phong cách của phòng tắm mà bạn muốn? Câu A, contemporary, có nghĩa là đương thời hay là hiện đại đấy. Đương thời hoặc là hiện đại ha. Contemporary, đương thời, hiện đại. Rồi, còn cái traditional là truyền thống nè. Luxurious là sang trọng ha, sang trọng, quý phái đó. Ok, câu hỏi số 3, what colors, cái màu nào bạn muốn được sử dụng? Thì là blue, màu xanh dương và màu trắng. Câu số 4, cái loại chất liệu sàn á, mà bạn quan tâm. Câu A, mình có từ tile, rất là hay gặp em, có nghĩa là gạch ha, gạch ngói đó, gạch, tile. Hardwood là gỗ cứng nè. Vinyl là một cái loại nhựa ha. Ở đây là loại khác nè. Rồi số 5, cái loại countertop mà bạn muốn là gì? Countertop đây, mình có từ top là trên bề mặt nè. Counter là cái quầy hay là cái bệ ha. Vậy countertop là ở trên bề mặt, cái bề mặt của một cái quầy hay là cái bệ. Em biết trong phòng tắm á, thì thường nó có một cái bệ ha. Và trên cái bệ đó thì người ta sẽ chừa một cái khoảng không gian để mà làm cái bồn, bồn rửa mặt, bồn rửa tay. Còn các không gian còn lại người ta sẽ lót một cái tấm, ví dụ như là bằng đá hoặc là bằng sứ, để người ta để đồ khác, ví dụ như là cốc đánh răng nè, kem đánh răng bằng chải chẳng hạn ha. Thì cái đó người ta gọi là cái bệ. Và countertop là cái bề mặt của cái bệ đó, thường nó làm bằng đá hoa cương hoặc là bằng sứ cũng được hay em ha. Ok, rồi granite là một cái loại đá thôi ha. Porcelain là sứ nè em, porcelain là sứ đó. Glass là thủy tinh, other là loại khác ha. Rồi số 6, bạn muốn cái dự án này á là bắt đầu khi nào? Early May là đầu tháng 5 nè. Số 7, cái budget, cái ngân sách bạn dành cho cái phòng tắm này á, là bao nhiêu ha? Thì bà ấy nói là trong khoảng từ 10.000 đến 15.000. Được không nào? Ok, bài số 3. Bài số 3 là một cái bài review, một cái bài đánh giá. Bà Collins đánh giá là 5 sao luôn nè em, vào ngày 25 tháng 5 ha. I'm extremely, extremely là cực kỳ, gặp rất nhiều rồi ha. Tôi cực kỳ là bị gây ấn tượng bởi Vision Bath. Sau khi tôi nộp cái bản hỏi của tôi á, thì tôi được liên hệ bởi một cái người thiết kế rất là sẵn lòng giúp đỡ, rất là tử tế ha, có tên là Sandra Rignotes. Bà ấy thì có những cái ý tưởng rất là tuyệt vời cho mọi thứ, từ cái faucet, mình có từ faucet là vòi nước đen, vòi nước ha, faucet, vòi nước. Sink là cái bồn rửa, có thể là bồn rửa mặt, bồn rửa tay hoặc là bồn rửa chén, người ta cũng dùng từ sink, được không nào? Trong trường hợp này là bồn rửa mặt ha. Từ mọi thứ cho đến từ cái vòi nước rửa, ở bồn rửa nè, cho đến cái cabinet handles. Mình có từ cabinet là cái tủ chứ đồ ha. Còn handles là cái quai cầm hay là cái tay cầm á, quai cầm hay là tay cầm ha. Vậy thì cabinet handles là cái tay cầm của cái tủ. Rồi và rất là patience là kiên nhẫn ha. Patience là kiên nhẫn. Và rất là kiên nhẫn với tôi, được không nào? Tôi đã dành quite a while. Mình có cái cụm quite a while là khá nhiều thời gian đấy. Khá nhiều thời gian ha. Khá nhiều thời gian. Quite a while, khá nhiều thời gian. Tôi đã dành ra khá nhiều thời gian để mà nghiên cứu cái catalog, cái danh mục sản phẩm của Vision Bath. Và khi cô ấy đến nhà của tôi thì chúng tôi went over. Mình có từ go over, em còn nhớ không? Xem lại ha, xem kỹ lại, go over. Xem kỹ lại. Và chúng tôi cùng xem kỹ lại với nhau ha. Tôi đặc biệt là rất là vui khi mà cô ấy giúp tôi chọn cái countertop bằng chất liệu là đá granite. Mặc dù nó tốn nhiều tiền hơn là cái sự lựa chọn original là ban đầu đấy, đầu tiên hay là ban đầu á ha. Đầu tiên hay là ban đầu.
nhưng mà nó trông đẹp hơn là tôi đã tưởng tượng, được không nào? Câu 196, câu B mình có từ interior decorators. Decorators là cái nhà thiết cái nhà trang trí đây, những cái người làm nghề trang trí á. Interior là nội thất ha, vì chỗ này có nghĩa là những người làm trang trí nội thất, được không nào? Người làm nghề trang trí nội thất ha. Câu 197, câu A mình có từ faulty, có nghĩa là bị lỗi hay là bị hư, bị hỏng á. Rồi, plumbing có nghĩa là hệ thống ống nước ha. Plumbing system là hệ thống ống nước. System là hệ thống nào, plumbing là thuộc về ống nước á. Rồi, vậy câu A có nghĩa là gì em? À, nó có một cái hệ thống ống nước bị lỗi, bị hư ha. Câu 200, câu D mình có từ compartments. Compartments cũng hay gặp, có nghĩa là cái ngăn hay là cái hộc đựng đồ đó em. Cái ngăn hay là cái hộc để đồ, đựng đồ ha. Ok, vậy chỗ này là có nghĩa là cái ngăn lưu trữ, ngăn cất giữ đồ đó em. Câu D có nghĩa là nó chứa, nó bao gồm những cái ngăn để mà lưu trữ, cất giữ đồ ha. Ok.